Mến chào các bạn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ cọ sát và cọ sát. Trước tiên, cọ sát là động từ. Cọ sát hiểu theo nghĩa đen là cọ đi cọ lại hai vật vào nhau. Thí dụ, hai cây tre cọ sát vào nhau kêu ken két. Cọ sát hiểu theo nghĩa bóng là tiếp xúc với trở ngại hoặc thử thách. Thí dụ, thanh niên phải cọ sát nhiều với thực tế mới chóng trưởng thành. Thứ hai, cọ sát. Cọ sát là viết sai chính tả, từ này không có nghĩa. Như vậy, cọ sát mới là từ đúng. Các bạn thân mến, tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai từ nhận thức và kiến thức. Mến chào tạm biệt các bạn.